ngày 20 tháng 11, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa chào đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Đây là niềm vui chung của cả du khách quốc tế, những người làm trong ngành du lịch Việt Nam và cả người dân địa phương sau gần 2 năm đóng băng vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Khi mở cửa du lịch trở lại thì em cũng như người dân địa phương ở đây ai cũng thấy vui hết. Tôi cũng mong muốn rằng cái sự được mở cửa tiếp đón như vậy là mang lại cái sự tốt hơn để cho cái ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại. Khi mà các dịch vụ hay là công ty thì mình sẽ đi làm trở lại. Đấy thì cuộc sống nó sẽ trở lại bình thường như trước đây. Mới 2 năm trước, ngành du lịch Việt hãy còn đang trên đà tăng trưởng thần tốc với những thành tích đáng tự hào. Được Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc xếp hạng thứ 6 trong top 10 quốc gia tăng trưởng khách du lịch đứng đầu thế giới. Tính riêng trong năm 2019, Việt Nam đã thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu lượt du khách nội địa. Chính vì vậy, ngành du lịch đã đặt ra mục tiêu đầy kỳ vọng đón 2,5 triệu lượt khách nước ngoài và phục vụ 90 triệu khách nội địa trong năm 2020. Nhưng rồi đại dịch Covid-19 ập đến. Những ảnh hưởng của gần 2 năm giãn cách đã gây tổn thất nặng nề và đẩy ngành du lịch rơi vào giai đoạn khủng hoảng chưa từng có. Chỉ từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, du lịch Việt Nam đã thiệt hại đến 7,7 tỷ đô la. Trong năm 2020, lượng khách quốc tế giảm đến 80%, khách nội địa giảm 34%. Có thể thấy, thị trường quốc tế giữ vai trò quyết định trong việc phục hồi du lịch. Trước những thách thức đó, tháng 11 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn tạm thời về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo lộ trình 3 giai đoạn. Bắt đầu từ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, mở rộng phạm vi đón khách và kết nối du lịch nhiều điểm đến ở giai đoạn 2 vào tháng 1 năm 2022. Lấy đà tiến tới giai đoạn 3 sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường khách du lịch quốc tế, căn cứ theo tình hình dịch bệnh và kết quả đón khách trong 2 giai đoạn đầu. Đây là bước đi đầy quyết tâm và không kém phần thử thách cho các cơ quan quản lý cùng doanh nghiệp trong bối cảnh cả nước đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hưởng ứng chương trình, báo Tuổi Trẻ cùng 4 đơn vị đồng hành xuyên suốt là Travelner, Vinpearl, Vietjet và Sài Gòn Tourist Group đã phối hợp tổ chức tọa đàm Du lịch Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế an toàn, đồng thời ra mắt chuyên trang nội dung mở cửa du lịch, hoạt động xuyên suốt trên báo Tuổi Trẻ. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của diễn đàn Du lịch Việt Nam mở cửa an toàn, kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Đây không chỉ là hoạt động kết nối du lịch nhằm thu hút khách quốc tế trở lại Việt Nam, mà còn là diễn đàn gợi mở, góp ý kiến phản biện những điều ngành du lịch cần làm để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, đưa ra các sản phẩm du lịch đặc thù và hấp dẫn, thảo luận các giải pháp đảm bảo an toàn, tham khảo kinh nghiệm tái mở cửa từ nước bạn để sẵn sàng mở cửa đón khách, chinh phục thị trường du lịch quốc tế trong giai đoạn mới. After the pandemic, I hope that Vietnam will keep having the same attraction for foreigners. I personally come here and I love the country so much. I really travel from the south to the north. Vietnam for the big cities, but as well go outside of the main roads, you know, to really gather with the local communities, some minorities. So I hope Vietnam will rebound again and the tourism will come back to Vietnam. Sinh khí đã trở lại, bức tranh du lịch toàn cảnh của Việt Nam đã dần tươi sáng hơn, dù vẫn còn một chặng đường dài để có thể trở lại đà tăng trưởng như kỳ vọng. Nhưng với sự chung tay đồng hành của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng diễn đàn Du lịch Việt Nam mở cửa an toàn, hứa hẹn ngành du lịch Việt sẽ một lần nữa phục hồi và nhanh chóng khởi sắc trong thời gian tới.